Kết quả AFF Futsal Cup 2022, Sahako FC đánh rơi huy chương đồng đáng tiếc. Hòa Selangor Malaysia với tỷ số 2-2 sau 2 hiệp đầu chính thức, Sahako FC đã nhận thất bại 7-8 trên loạt sút luân lưu. Qua đó đành chấp nhận đứng hạng 4 chung cuộc giải Futsal các câu lạc bộ CLB vô địch Đông Nam Á. 2022 AFF Futsal Cup 2022, Sahako FC từng ngược dòng đánh bại Selangor Malaysia với tỷ số 2-1 ở vòng bảng. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng Sahako FC sẽ tiếp tục thắng Selangor Malaysia trong trận tranh hạng 3 tại giải AFF Futsal Cup 2022. Bước vào trận đấu, Sahako FC có lợi thế vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 với pha lập công bởi Đinh Văn Toàn. Nhưng chỉ 7 phút trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ Matheus Silva đã quân bình tỷ số 1-1 cho Selangor. Sang hiệp 2, Selangor đẩy cao tốc độ trận đấu. Thủ môn Hoàng Anh đã chơi xuất sắc khi có những pha cứu thua trông thấy cho Sahako FC. Khi khung thành Sahako vẫn được bảo toàn thì trong một pha phản công nhanh của đồng đội, Ngọc Linh thoát xuống ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 29 cho Sahako FC. Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng sai lầm ở khâu phòng ngự khiến Sahako FC đã không bảo vệ được thành quả. Khi để Mo Khairun ấn định tỷ số hòa 2-2 ở phút 32, hòa nhau trong hai hiệp chính buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Trên chấm phạt đền, chân sút Nguyễn Đắc Huy của Sahako FC đã không thực hiện thành công, qua đó Sahako FC thất bại chung cuộc 7-8 và đành chấp nhận đứng hạng 4 chung cuộc giải AFF Futsal Cup 2022. Theo kế hoạch, ngày mai, ngày 11 tháng 9, các cầu thủ Sahako FC sẽ trở về nước. Riêng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh sẽ hội quân cùng đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đang có mặt ở Thái Lan để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế 2022 sắp diễn ra.